Jennie Blackpink buffer giữa lúc Lisa bị chỉ trích diện khác đi. Xuất hiện tại sân bay chuẩn bị sang nước ngoài tham gia sự kiện, gương mặt trông như kiếm hồ của Jennie Blackpink thu hút sự chú ý. Jennie xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc sáng ngày 30 tháng 9. Cô chuẩn bị bay sang Pháp tham dự show diễn của Channel, thương hiệu xa xỉ cô đang làm đại sứ thương hiệu. Tại sân bay, Jennie gây chú ý với gương mặt buffer trông như thiếu hủ. Trên mạng xã hội, người hâm mộ còn chụp được khoảnh khắc idol người Hàn Quốc lên xuống trong lúc di chuyển. Dapper 27 tuổi diện nguyên phê đen thời thượng xuất hiện ở sân bay, bộ vội áo len dài tay cùng quần jean ống đứng, bộ trang phục đơn giản giúp Jennie tôn dáng, vòng eo nhỏ. Đại sứ Channel được khen thanh lịch và sáng trọng. Vì xuất hiện hồi sớm tại sân bay với gương mặt thiếu hủ, Jennie lập tức cười tươi khi thấy ống kính phóng viên. Cô cũng liên tục thả tin, tạo dáng phong cách đáng yêu với người hâm mộ. Nhìn Jennie lạnh lùng thế thua chứ cô ấy triệu phán số 1. Tại ca, biệt danh phán thiệt gọi Jennie, đáng yêu thì ai lại nói khó khăn. Nguyệt một lòng theo Jennie vì sự đáng yêu này là một số bình luận phán nói về sự xuất hiện của Lisa tại sân bay. Hiện, ba thành viên của Blackpink đều ở Pháp. Lisa đang là tâm điểm của sự chú ý khi có lịch diễn 3 đêm tại câu lạc bộ party. Trong đêm diễn ra mắt, Lisa được Jisoo và Bose đến thúc hộp. Nhiều người trông đợi Jennie có mặt trong các buổi diễn tiếp theo của Ewood Blackpink. Khán giả mong chờ các thành viên nhóm nhạc nổi tiếng tái ngộ trên đất Pháp, nhiều khả năng họ khó gặp mặt đầy đủ sau khi tan rã. Theo truyền thông Hàn, chỉ có Bose tài ký hợp đồng với Eager Entertainment, các thành viên hoặc hướng đi riêng. Công ty chủ quản của Blackpink phủ nhận, đồng thời cho rằng các bên đang tiến hành thương thảo hợp đồng. 29-09-2023